Việt Nam hôm 7 tháng 2 loan báo chiến lược nông nghiệp mới, muốn trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới. Theo cổng thông tin của Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hôm 28 tháng Giêng ký duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2030, nhắm tới năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản từ 2,5 tới 3% một năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản từ 5,5 tới 6% mỗi năm. Nhắm phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu, với tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 5 tới 6%. Bản chiến lược còn nhắm tăng thu nhập cho nông dân, giảm lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội xuống dưới 20% và nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo trên 70%. Vài năm gần đây, nông nghiệp chiếm xấp xỉ 13% toàn bộ GDP của Việt Nam. Tính tới cuối năm ngoái, GDP đầu người khoảng 67 triệu đồng, nhưng thu nhập trung bình của nông dân Việt Nam chỉ 43 triệu đồng một năm vào năm 2020. Về tầm nhìn tới năm 2050, Việt Nam nhắm trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới, với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường.